Hello, xin chào cả nhà. Nay Thanh Quá tiếp tục giới thiệu một cái em DVD ha. Em này là ngoại hình hơi xấu, màn hình bị răng chỗ này nha. Còn máy móc nguyên zin, máy chạy tốt. Để mình chỗ nào ta? Chỗ nào play? Đây ha, em nó đang hát DVD ha. Stop. Quay Batista Suta luôn. Em này tốt ha. Cái đĩa này nãy nó không hát mà. Cái đầu đĩa kia nó kén á. Rồi, này là ok nha. Nó đọc được USB luôn nghe quý khách. Đó ha, nhận CD luôn ha, hát luôn ha. Cái này lớn nhỏ nằm đây ha. Vậy là CD, DVD ok ha. Giờ mình chuyển qua modem nè. Mình bấm qua một cái ha, nó sẽ chuyển qua USB nè ha. Đó, nhạc phải nhớ nha quý khách. Quý khách lưu ý cho mình nha, nó bị màn hình chỗ này bị hư nha quý khách. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay TikTok cho mình nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Mình tên là Thanh Hóa, năm nay 39 tuổi. Rồi, xin cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã quan tâm. Mình bán luôn là luôn nguồn nha, còn không nguồn thì trừ lại 50 ngàn. Rồi, cảm ơn quý khách.